Tin sốc, MU chính thức chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 giờ Việt Nam, MU thông báo đã chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo trên website chính thức. Đội chủ sân Old Trafford cũng nhấn mạnh thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. Hợp đồng hiện tại giữa Ronaldo và MU chỉ còn thời hạn tới tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, nhà báo James Ducker Telegraph tiết lộ Ronaldo sẽ không nhận tiền đền bù từ hành động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của MU bởi đây là thỏa thuận chung giữa đôi bên. Câu lạc bộ muốn có một giải pháp nhanh chóng, gọn gàng và đã đạt được mục đích. Cristiano Ronaldo sẽ rời MU theo thỏa thuận chung, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Câu lạc bộ cảm ơn anh ấy vì những đóng góp to lớn trong hai giai đoạn chơi bóng ở Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân và chúc anh ấy và gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai. Các thành viên ở MU vẫn sẽ tập trung vào nhiệm vụ tiếp tục phát triển đội bóng dưới thời Erik ten Hag và đoàn kết cùng nhau để mang lại thành công trên sân cỏ, trích thông báo trên trang chủ MU. Dù không đề cập trực tiếp, dư luận tin rằng quyết định của ban lãnh đạo MU xuất phát từ bài phỏng vấn chấn động của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan hồi tuần trước. CR7 thẳng thừng chê bai cơ sở vật chất, ban lãnh đạo, cầu thủ MU, huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag và thậm chí cả những đồng đội cũ như Wayne Rooney, Gary Neville. Ngay sau đó, hàng loạt trang báo thể thao Anh Quốc đồng loạt xác nhận giới chủ MU đang tiến hành các hành động pháp lý để sa thải Ronaldo. Mặt khác, họ còn tham vấn ý kiến luật sư để khởi kiện CR7 vì cho rằng anh vi phạm các điều khoản hợp đồng khi đưa ra cáo buộc chống lại câu lạc bộ, gia đình Glazer, huấn luyện viên Erik ten Hag và đồng đội. MU kỳ vọng nếu chấm dứt hợp đồng, siêu sao 37 tuổi không được nhận một xu bồi thường lẫn khoản tiền lương 7 tháng cuối hợp đồng với tổng trị giá 16 triệu bảng tính từ tháng 12 năm 2022, Ronaldo đang hưởng 500.000 bảng tuần. Bài phỏng vấn gây sốc của Ronaldo không chỉ khiến giới chủ, huấn luyện viên ten Hag nóng mặt mà còn ảnh hưởng tới các cầu thủ MU. Trả lời kênh phát thanh Europe 1 Pháp, trung vệ Raphael Varane thừa nhận những phát ngôn bêu xấu MU của Ronaldo đã ảnh hưởng tới nội bộ đội bóng. Theo Miro, các cầu thủ không muốn Ronaldo trở lại tập luyện sau World Cup. Phần lớn trong số họ đứng về phía ten Hag, đồng thời tin rằng mối quan hệ giữa nhà cầm quân 52 tuổi và CR7 là không thể hòa giải. Nguồn tin từ ESPN cũng nhấn mạnh, dàn sao MU mệt mỏi khi Ronaldo than vãn về việc bị đối xử bất công trong bài phỏng vấn gây sốc. Thậm chí, một số cầu thủ tức giận vì đoạn video phỏng vấn CR7 được công khai vài giờ sau trận MU gặp Fulham tháng 2-1, qua đó khiến dư luận không để tâm tới chiến thắng của Quỷ Đỏ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đăng ký kênh để nhận thêm nhiều tin mới nhất từ Top Hot Channel.